Xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày 3 tháng 5 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Rạng sáng nay, trong khi giá vàng thế giới giảm do kỳ vọng lãi suất sẽ giữ ở mức cao, thì giá vàng trong nước tăng giảm trái chiều quanh ngưỡng 85 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh đang niêm yết ở mức 82,9 triệu đồng một lượng mua vào và 85,1 triệu đồng một lượng bán ra. So với rạng sáng qua, giá vàng SJC tại đơn vị này được điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều. Tại khu vực Hà Nội, Doji giữ nguyên mức giá chiều mua của rạng sáng qua là 82,6 triệu đồng một lượng, nhưng điều chỉnh tăng 100.000 đồng chiều bán lên mức 84,9 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 82,95 triệu đồng một lượng và 84,85 triệu đồng một lượng, tăng 350.000 đồng chiều mua và 200.000 đồng chiều bán so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới đảo chiều giảm với vàng giao ngay giảm 15,7 đô la Mỹ xuống 2.303,3 đô la Mỹ một ounce. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.313,4 đô la Mỹ một ounce, giảm 16,7 đô la Mỹ so với rạng sáng qua. Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong ngày 2 tháng 5 theo giờ Mỹ, khi các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm nay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói rằng lãi suất sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.